Nay em vừa xuống được vài chục cặp loa, loa thùng, bát 30, bát 25 và bát 40 này. Cả loa súp và loa full đều có quý vị ha, như JBL và Phi Vây, súp Phi Vây như này. Em sẽ quay sơ sơ thôi, bởi vì những cái dòng loa này em vừa về tới nên chưa có vệ sinh và thu tác gì hết nên nó còn rất là dơ và rất là bẩn các bác ha. Như con này là chiếc EV đây. Này. EV 2080, con này hàng của Mixin, là 2 bát 20 và một kèn ở phía dưới này, nên là nói này quý vị này, đó EV đây này, đó 2 bát 20 ha, rồi một chiếc kèn ở phía dưới đây, đó những cái con này làm thùng đứng cũng được mà để nằm như trong cái giếng cũng được. Rồi phía bên đây là con súp JBL, đây là dòng súp hơi ha, 218 này, em vừa được một cặp tiếp. Để trong đây nữa này, loa này loa community này, 2 bát 40 một chiếc kèn, rồi đây là JBL đây nữa này quý vị, đó đây là JBL ha, à. JBL USA model của nó đây, MDD 218. Đây cũng là con súp tiếp. Đây, con súp này là con súp này nè. Đó, nó cứ cùng với nhau. Còn trong đây là những con JBL khác. Đây, JBL này, đó. JBL 115. Đó, em về được hai cặp. Còn đây là EV đây. EV cũng được một cặp, EV này là bát 30. Còn JBL này cũng là bát 30 quý vị ha. Còn những con JBL hàng 40 đây. Đó, các bác quan tâm đến mẫu nào em sẽ gửi riêng qua Zalo cho. Hiện tại em vừa về cả 30 đôi đấy nên nhiều quá. Đó, em sẽ soi sơ sơ cho các bác xem thôi ha. JBL đây là thùng mũ. Đó, thùng mũ ha, bát 40 và chấp kèn. Đó, 40 này. Con khủng bố luôn. Ấn hay lắm quý vị. Hình như con này từ neo hay gì này. 1 1 2 3. Con này nó là 4 này. Đó, đây là JBL Eon. Đây. Mặt sau của nó đây. Đó, mặt sau đây ha. Rồi, JBL này. Đó, Eon 1500, 225W, trở kháng 8 ohm. Maja In USA, nó dòng xịn của Mỹ đây. Đó, Eon này, hai quay. Hình như là từ neo hiện monitor đây là quý vị này. Đó, dòng kiểm âm. Đó, những dòng kiểm âm thì thô rồi, cái tiếng nó kinh khủng lắm. Đó, nó tiếng cái tiếng nó cực kỳ bay. Đó, hát karaoke hay là mà làm cái gì mà nghiêng về lời, nghiêng về tiếng micro, nó tiếng nó cực kỳ nhẹ luôn. Đó, JBL. Bát 40, hai lỗ thông hơi hai bên và chấp kèn nằm ở bên trên. Em nó có hai đôi như này. Đây quý vị này. Đó, đây là một chiếc này. Hai chiếc này, ba chiếc này, bốn chiếc này. Đó, em đang có bốn chiếc ha. Còn kia là EV này. Phía dưới là EV. Ở JBL nằm ở phía trong góc này này. Đó, em sẽ soi sơ sơ thôi cho các bác xem ha. Không còn nhiều thùng lắm, nhiều đồ lắm. Đây, Phi Vây cái này, Phi Vây là bát 40 và một lá chấp kèn. Có Phi Vây là tiếng của nó là kinh khủng luôn, nó lời nó bay ghê lắm. Ở đây là JBL, này cái này là cái loa trời một cân, đó 17H-3 một cân hết trơn rồi, nên là bát của JBL. EV này cũng nhỏ nhắn xinh xắn đó quý vị này, hai bát này nằm đây này. Đó, đây là cái miếng lưới nó bị mục rồi, đó. Cái miếng lưới này em sẽ tháo ra luôn, này bị mục rồi. Cái miếng lưới để che chắn bụi đó nó bị mục bên trong rồi quý vị. Đấy, nên chỉ còn miếng lưới sắt thôi. Còn community hay cặp này bát 40 này, giá cũng có mấy triệu à. Này, giá cũng có mấy triệu ha. Nó xấp xỉ cũng gần 10 triệu. Là bát 40 community, con này của USA. Còn con này là con Sonata này, em sẽ tháo cái căng của nó cho các bác xem ha. Đây, con này là hai bát này. Hai bát rồi một kèn khủng nằm ở dưới này. Con này anh em hát karaoke gia đình thôi rồi. Kinh khủng luôn. Đó. Đây. Bát 30. Ủa cái hai khẹt trong phở nó cực kỳ là dài. Để em sẽ soi xa ra quý vị này. Đó. Hai bát 30 và một đôi chiếc kèn ở bên trên. Con này khủng bố luôn. Con này có mười mấy triệu một cặp nha. Thùng nó nặng lắm, kinh khủng luôn. Rất là nặng. Rồi, đây một có một cái súp Phi Vây đây. Đây này quý vị này, sân này súp hơi Phi Vây bát 50. Đó, con này anh em chơi sự kiện nhà sống là rất là thích nè. Nhiều đồ quá, em đã quay sơ thôi nha. Rồi những cái món này em sẽ dọn lại sau, cũng như là sẽ tút tát lau chùi rồi sơn lại sau cho nó đẹp, rồi mới giao cho các bác. Người ta chỉ là hình sơ sơ thôi. Đây là con súp Phi Vây là bát 50. Màu đen của nó là FB Blackdown. Con này hàng xịn của USA, 4 lỗ thông hơi này. Và một con bát 50 to khủng bố nằm ở bên trong Phi Vây đây, hiệu ở đây ha. Đó, con này đó, ghép với lại cặp này và một con súp Phi Vây hoặc là con súp JBL là thôi rồi, đánh ngoài trời em bao cho các bác luôn 10 bàn nữa, nó đánh được 10 bàn 20 bàn luôn, nó đánh kinh khủng luôn các bác ạ. Đồ mới xịn mà, con này con Sotana hàng của mới xịn nữa nha.
hai bát 30. Đó, còn là bát 30 thôi, nhưng mà những cặp full bát 40 hàng Trung Quốc, hàng Thái, hàng không có thương hiệu gì đó là đánh không bằng hết đâu. Đó, con này đánh dữ dằn lắm. Còn đây cũng là một con súp community. Đây là súp bát 50 tiếp, 4 lỗ thông hơi nằm ở 4 bên ha. Community này nó đi kèm với lại cái loa này. Đây này anh em này. Nó đi kèm với lại cái loa community này luôn. Này, community sẽ này S2. Con này cũng là sử dụng hai bát 40. Một lỗ chấp kèn. Đó, nó đi cùng với lại cái bộ súp này. Đó, nhà bác nào mà nhà không gian rộng hay là chơi ngoài sân vườn hay là chơi hay chơi ở ngoài đằng trước mà ăn nhậu đó, có thể chơi những cái cặp này về. Đánh sau là kinh khủng lắm. Cả súp nó nữa, nó đi theo bộ của nó là community này. Community ở phía dưới ha, và đi theo cái cặp full này. Có nghĩa là em đang có mỗi loại hai cặp. Đây, một cặp full và một cặp súp. Đó, cặp full và cặp súp này về anh em chơi lên thùng để trên nhà đấy, để trước nhà hoặc là chơi không gian rộng ngoài sân hay là mình chơi ngoài sân vườn đấy. Nó tiếng nó thâu được kinh khủng lắm. Còn đây là JBL. JBL này là bát 50. Đây em sẽ so model. Đây hiện tại nó rất là dơ. Cả cái tem của nó này còn dính nguyên bụi luôn. JBL model là MR938. Con này made in USA nữa quý vị này. Đó, cũng là dòng xịn của Mỹ ha. Rồi em sẽ soi cái ấy đây. Này rất là dơ anh em này, rất là bẩn luôn. Đây em sẽ soi cái loa. Đó, hai cái loa này là bát 50 này, mid 25 và một loa chép kèn ở bên trên. Con này kinh khủng nữa. Con này nó bát thôi là như là vũ trường đấy. Đấy, nó còn rất dơ rất bẩn, thậm chí là cái căng nó còn chày còn sét thế này. Đó, những chiếc căng này mình phải sơn lại rồi, nhưng không sơn này không có bán được. Đó, em chỉ khui nguyên bản nguyên gốc cho các bác xem thôi ha. Còn là vấn đề mà dọn đốt tát hay là test hay là hàng hoạt động đó, em sẽ làm lại sau. Đó, những chiếc này nó đa số là nó dơ bẩn không mà. Đây có chiếc Viva này. Viva này cũng đẹp lắm các anh em này. Ủa, Viva này là dòng kiểu mâm nữa này. Đó. Dòng kiểu mâm ha. Này. Đây em sẽ để xuống cho bác xem. Đó, Viva đây, mình để thì nó sẽ như thế này. Đó, mình để thì nó sẽ như thế này nha, dòng kiểu mâm. Mình có thể để nằm như vậy hoặc là mình có thể để đứng lên. Đó, đây là cái chạm để cắm cái loa này, treo lên. Còn đây là Viva tem của nó đây. Viva 112TMM TLM. Đây, con này đây. Đâu rồi, mất in đâu. À, nãy giờ soi chưa thấy mất in các bác ơi. 200W này, 100W đầu vào trung bình và 200W. Nó là maximum. Còn chắc là 8 ohm đây. Nó có cái cọc này là cái cọc để chỉnh loa bát chép, là để chỉnh cho cái chép mình nó tăng giảm âm lượng ở cái chép này ha. Đó. Con này nãy giờ mà không thấy cái USA hay là Mỹ gì hết này. Chưa thấy ghi, không biết nó ghi ở đâu. Rồi cái Viva này là nó có một cái tem nhỏ dán ở đây nữa. Nó có tem nhỏ chắc ở đây, nó sợ cái tem này nó chóc ra rồi này quý vị. Đó cũng là đồ mít xịn thôi. À, anh em này, bát 30 Viva và một loa chép kèn nằm ở đây. Cái họng nó rất là to, dài thòng lòng luôn. Đây cũng có một cái chiếc Viva nằm trên đây nữa quý vị này. Đó. Vậy là khả năng cái con này nó bị rớt cái tem rồi. Thường thường những cái dòng này em thấy em lấy về, một là nó sẽ không in trong đây và nó sẽ có một cái tem nhỏ dán ở đây. Nó dán ở đây cái chữ là made in USA, dòng tem dán đó quý vị. Chứ cái con này bị rớt tem rồi. Đó cũng là đồ xịn của Mỹ nha, anh em yên tâm đi, em sẽ bao hàng cho anh em xịn 100% luôn. Này Viva này, model là 112TLM, đó, bát 30, chấp kèn. Đó, con này cũng đánh tiếng kinh khủng lắm, dòng kiểm âm mà, mình có thể để nằm hoặc là để đứng đều được. Đây cũng có một cặp của nó ha. Đây chiếc này này. Đó, chiếc này của nó đây. À không phải, chiếc nằm đâu rồi, để tới xem em sẽ kiếm sau quý vị ha. Rồi còn một chiếc này cũng khủng nữa này. À, em sẽ đến cặp JBL trong đây đi. Đây là dòng loa JBL 15 này. Con này là sử dụng bát 40 và một loa chép kèn. Đó, tình trạng nó dính bụi bẩn dính dơ và nó không có được sạch sẽ lắm. Em sẽ dọn dẹp cũng như là lau chùi xịt bụi sau. Đó, bát 40 nằm bên trong này, chép kèn. Con này anh em về hát karaoke chơi xôn chơi tết này vô tư rồi. Mình có thể để ở ngoài sân luôn. Ngoài sân trước cửa nhà mình đó mình chơi. Đó, kết hợp thêm một con súp JBL nữa. Đây cái súp này của nó đây. Đó, kết hợp thêm một cái cặp súp này nữa là được rồi. Đó, full là full 40 và súp là súp 50. Đó, mà để ngoài sân mình chơi quý vị ha. Còn những cổ loa này là không phải đâu. Đó, những cổ loa này nằm trong cái loa này. Đó, nằm trong cái loa 8340 này, nó bị mục gân rồi, em sẽ thay gân xong là mục gân rồi. Đó, còn súp này súp 50 này, con này đánh như vũ trường luôn. Đó. Đây cặp loa của nó đây. Đó, còn giá cả em sẽ báo giá sau ha, bởi vì những dòng này nó còn dơ quá nên nó chưa được đẹp.
Em sẽ báo đánh giá sau tùy theo độ đẹp độ xấu của loa, còn hiện tại em chỉ lên sơ sơ thôi cho anh em xem tham khảo thôi nha. Còn đây là cái cặp loa gì đây, cái cặp loa này là cặp loa Community này CPL46. Ồ con này khủng quá, con này cũng là của USA này. Đó, USA đây, Community Made in the USA. Đó, giọng xịn quý vị ha, giọng xịn luôn. Nó có một cái bóng đèn đây nè, nó khi mà mình treo quá tải này, bóng đèn nó sẽ sáng lên và nó sẽ tự động ngắt. Nó ngắt chắc là nó ngắt toàn bộ, nó ngắt tầm khoảng vài giây thì nó sẽ lên lại. Đó, còn nếu như mà mình không muốn nó ngắt nữa, mình có thể tháo cái phân tầng này ra và mình tháo cái cầu chì cảm biến nhiệt bên trong ra là nó sẽ tự động không ngắt nữa. Nó độ mỹ nó cũng tính toán hết rồi, nó cũng làm an toàn cho mình đó. Rồi đây là cái loa đây. Đó, những cái loa này em phải chờ đợi cả một tháng trời rồi, nay nó mới về tới. Ồ, đẹp quá. Một loa chép kèn này, một loa mid và một loa bass 40 nằm ở phía đây. Cùng với lại hai lỗ thông hơi ha, hai lỗ thông hơi nằm chung với lại cái họng loa chép luôn. Đây này, hai lỗ thông hơi nằm hai bên này. Còn loa chép kèn hình vuông nằm ở giữa. Còn bên đây cũng là một lỗ thông hơi tiếp. Nó có cái căng hơi khó xem một tí, các bác thông cảm ha. Và cái cặp này còn tương đối là khá đẹp. Này bass 40 này, một loa mid này, một loa chép này. Đó, cặp này còn khá đẹp quý vị ạ. Và cái thùng là thùng sơn sần hay gọi là sơn cát đấy. Em thấy này đó, nó sơn sần lên này. Đó, những hạt cát litty này sơn sần ha. Cái con này cũng còn khá đẹp, nó chưa bị xấu mà lắm. Này, nó chưa bị xấu lắm ha. Đó, nhìn nó độc lạ, rất là đẹp luôn. Đó, 340, một con mít và một loa chép, đẹp quá đẹp anh em này. Rồi, còn nữa ha, bên trong đây còn mấy cặp nữa này. Em sẽ soi bên trong hết luôn. Clip đến hơi dài nên các bác xem thông cảm cho em ha, nó hơi dài một chút. Con này con Community, bên trong đấy có cặp loa JBL này. Đó, bên trong đấy có cặp loa JBL bắt đôi. Con này là 215. Đó, 215 ha, chấp kèn này, chấp kèn ở đây. Rồi 2340 nằm ở phía dưới. Có một cái tem JBL rất là đẹp anh em ạ. Đó, cặp này cũng còn đẹp quá, lưới còn đẹp quá, chưa có bị sét ha. Đó, cái này nó dính dơ thôi, dính dơ ha. Những chỗ này nó sần sần thì em sẽ cắt đi. Em sẽ có máy, em cắt đi cho nó đẹp đàng hoàng rồi mới giao cho các bác này. Đó, con này đây, dính dơ ha, dính dơ này. Đây là model MDD200, này cái máy của nó thôi. Còn cái model nằm ở sau, em sẽ lật vào sau quay cho anh em xem này. Đây, một tay quay một tay giờ thì nó hơi chậm một tí ha. Anh em thông cảm ha. Rồi, đây này, cái tem đằng sau đây. Đó, MDD này, 225. À, 225 chứ không phải là 215 ha. 225 có nghĩa là 2 bắt đô 440 đấy. Còn công suất maximum là 1000W 4 ohm. Đầu vào trung bình là 300 đến 500W. Đó, con này là in JBL in Mexico USA, nó dòng xịn của Mỹ luôn quý vị ha. Đường vô bằng chất Soli hoặc là nhất Canon này. Con này là hàng bên kia về nên nó dính bụi bẩn dính dơ. Đó, anh em cứ mua hàng em bên em là yên tâm luôn, hàng em sẽ bao xịn 100% ha. Đó, không phải hàng Trung Quốc hay hàng nhái hay hàng đều tào lao đâu. Con này cũng là của Huawei này. Huawei đây một cặp. Đó, đây một cặp này. Còn bên trong này là con EV cũng là bass 30 chép kèn. Đó, có con súp Huawei này đáo lắm anh em này. Huawei đây nữa ha. Đây cũng là một con súp Huawei đi theo của nó này. Đó, Huawei đây. À, một cặp của nó này. Một cặp của nó đây. Đó, và em xin tạm dừng video giao tại đây ha. Nó cũng dài lắm rồi, hơn 10 phút rồi. Đó, các bác quan tâm có thể là liên hệ bên Zalo, thích cái mẫu hiệu nào, mẫu model nào đó, loa nào, có thể nhắn tin trong Zalo cho em ha. Zalo của em là số điện thoại 0966812781. Đó cũng là số điện thoại chính của em luôn. Các bạn liên hệ bằng số này cũng được, hoặc là lên Zalo nhắn tin để biết thêm riêng về từng sản phẩm em vừa quay trong video ngày hôm nay ha. Em về trước được khoảng 30 mấy đôi, chắc tầm tuần nữa về thêm 30-40 đôi nữa để ra hồi cho các bác mua về lựa chọn cho Tết luôn. Nó cũng như gồm những bát 25, 30, 40 và những súp 50 nữa. Đó, cũng đủ chuyến để bán vụ cho anh em chơi Tết rồi. Đó, rồi anh em cứ lên Zalo nha, nhắn tin những model nào đó, Huawei này, JBL, EV hoặc là Community, CMAT này nọ đó. Đó, rồi em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ.